Đặc cấp quá mọi người ơi. Không thể ngờ được nghe được mấy chú, bốn chú. Đúng một bụi luôn. Đặc cấp thật. Sáu con. Sáu con à? Ừ, bay hai con. Chắc tại lâu anh em mình không đi nó ngủ đấy nhiều. Hai con đấy là tại mình chủ quan của nó ngủ thấp ấy, mình không để ý. Từ hôm lạnh lạnh nhỉ, hôm nay ấm trời, trăng Hai sao con đầy cực trời. để Cặp bắn thế. em đi về làm đói lắm rồi. Thợ săn này, thành quả tuyệt vời luôn, Đầu tiên một quá lúc đẳng cấp. bắn là bốn con đấy, bốn phát bốn con luôn. Bốn phát bốn con luôn. Thôi bây giờ về Này làm thôi. làm mua ăn thôi. Buổi này có có thỏ uống bia nhá, hay uống rượu. Hay làm mọi người ngủ bia rồi mang bia nhá. Cùng mà hai cục từ đây nhìn oai phết, cứ gặp con gì ngắt
đột biến không? À, đột biến đấy. Ra hoa này. Hoa này phết này. Mới về, đúng rồi. Chỉ mới tuyệt được rồi. Đang vách đá nguy hiểm quá, đây chủ ăn thì mình ở đây mà che cho lại thôi đấy, đấy là đây là bãi thôi, đơn giản đúng không? Này chỗ này tôi xuống mà chỗ này đẹp. Đây, cái này có lối đi không? Lối lên rồi này không? Không đi được. Núi đá dựng đứng này. Tôi có để đây được. Khu này là xuống leo cây. Trên này xuống dây. Cứ để ở đây nhiều rồi. Rồi, quay sang người chết tới sao? Quay này sang. Nên để một buồn chuối đâu? À, một nải chuối cây này. Ôi dồi, khó đi. Một đàng hoàng. Ây à. Đang đây đây. Ngồi thoải mái đi thôi. Đang bị bắn. Đang đây đó. Đập luôn con đá này. Khó đi quá. Dây buộc à? Xe đóng ở đây sao đóng được?
nhiều một chỗ này thôi, không cần nhiều nhiều. Làm cho nó biết ăn là. Xong. Bên đi bữa nhất này. Đâu, thế nào? Được theo lụa đeo vào hang này. Thấy chưa? Đấy. Ngon. Đấy, ăn này này. Leo hang này. Đấy, cái chân nó là bẩn này. Người nó ghê vào đây này, đúng không? Chắc vậy. Mà mình cứ giữ ở chỗ này là hợp lý nhất. Ở đây ăn. Bây giờ nó đi đâu rồi thế? Dạo. Đã nào. Vết mới ăn này đúng không? Ăn lúc tối, này, ăn lúc tối. Hồi nãy mình chưa xem cái này đâu. Ăn chưa? Thế, cái này. Này buổi tối mà, đi gì được. Ăn sớm. Này, ăn rơi đây này. Đấy, vết nó ra này. Đấy, nó cắn cho thời gian này. Đấy. Chưa? Đúng không? Chịu đi được. Chịu đi được ngon. Mai kia lên hôm nay để ăn cái bé thì chỉ không muốn chỗ đấy thôi. Không cần gì. Lên mỗi chỗ này này. Được. Chấp nhận được. Giờ tiếp tục lên đỉnh quá mọi người ơi. Không thể ngờ được nay được mấy chú, bốn chú có một bụi luôn, đặc cấp thật. Sáu con à? Ừ, bay hai con. Chắc tại lâu anh em mình không đi nữa, nó ngủ ở đấy nhiều. Hai con đấy là tại mình chủ quan quá, nó ngủ thấp ấy, mình không để ý. Từ hôm mạnh lạnh nhỉ, hôm nay ấm trời
trăng sao đầy trời. Gặp thế em. Đi về làm đói lắm rồi. Thợ săn này thành quả tuyệt vời luôn. Đầu tiên một quả đẳng cấp. Bán là 4 con đấy. 4 phát 4 con luôn. 4 phát 4 con luôn. Rồi bây giờ về làm thôi. Làm ăn thôi. Buổi này có đấy nhưng mà thôi. Hiểu nhờ. Có thỏ uống bia nhá, hay uống rượu. Hay mọi người ngủ bia cho nó ba đi. Có một cỏ rớt mà. Sao nhảy cho anh xuống xuống thưởng thế nào? Không sao ba. Nhảy đi cho anh xuống xuống thưởng thế nào? Nhiều lúc muốn gọi nhưng mà gọi mạng cũng được, gọi thường. Phải tình không có, phải ai mà cũng có. Mà nó làm chứ anh có nhưng mà anh để như nhưng mà lúc cháy máy nó mất hết cả luôn. Kiểu vẫn là cái số cũ ấy nhưng mà mình... chị ngồi xuống, xuống ăn, xuống ăn, xuống ăn, xuống ăn, ngon thế. Con rồi ăn nhiều và ăn con trên trời. Hôm nay tưởng mó rồi nó lên. Mai buổi ăn thì cần. Chú đang nhìn đẹp cái gì? Ừ. Có những con chó. Này ôm đồ chơi xuống. Hết cái này khoe rồi. Đóng đầu cho nó đỏ. Dạ. Đây nè. Đây. Đó là đem vừa nhẹ. Thật là. Ta đang thở bông liền. Ăn chân. Rồi.
Này để dành chứ. À, bánh mì uống sữa. Cười cười. Đồ bạc thật. Cười được cười. Nó cười em đâu. Nó cười con. Cười cười. Cười cười. Ai cười thật. Bắt đầu cười được cười. Nó có cười em đâu. Nó cười em rồi. Nè, con làm buổi trưa, trưa mai học trên cây gọi đi nhá, lên xem đấy, chào chú đi luôn. Tối nó tối nó muốn chuối rồi, còn là lại thêm một miếng sắn nữa. Nó cười rồi. Anh đang cười đi. Có đẹp. Mình có thời gian để ở nhà để vợ đấy ra chút tiền để anh họ mình hai vợ chồng ăn cơm vàng suốt thì ra đi ăn xong tổn gì rồi.